Vâng, xin chào buổi sáng quý vị. Thưa quý vị thì tấm biển tranh luận phát huy hết tác dụng của mình trong phiên thảo luận Quốc hội ngày hôm qua, sơ nổi đến mức mà người chủ trì đã đề nghị các đại biểu Quốc hội trao đổi riêng trong một vấn đề nóng, đó là 600.000 đến 700.000 lao động từ 30 đến 40 tuổi phải chấm dứt hợp đồng lao động mỗi năm và chủ yếu là nữ. Đại biểu Hà Nội đặt ra vấn đề, nhưng ngay lập tức thì phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về xã hội đã tranh luận ngay, đó là Ông đem theo sự bức xúc của dư luận đi khảo sát tại 4 địa phương có nhiều khu công nghiệp lớn là Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bắc Ninh. Thì thực tế, doanh nghiệp rất muốn giữ lao động trong độ tuổi cao, có kinh nghiệm, nhưng ba lý do đẩy họ ra đường. Một là kết thúc hợp đồng trước tuổi 30, hai là nhảy việc, lao động thấy chỗ nào lương cao thì nhảy và ba là bị chấm dứt vì vi phạm luật lao động. Đến lượt đại biểu Đồng Nai lên tiếng. Với những gì theo dõi ở địa phương thì đại biểu cho biết vấn đề nằm ở các ông chủ không muốn dùng người lớn tuổi vì phải trả lương cao, đóng bảo hiểm nhiều, sức khỏe thì yếu nên năng suất kém. Trung cuộc từ đâu và vì ai thì vẫn chưa ngã ngũ. Từ những tranh luận rất thẳng thắn ở nghị trường, xin trở lại với một bài báo trên tờ nhịp cầu đầu tư của tác giả Hoàng Hạnh với tiêu đề là Thất nghiệp tuổi 35. Lao động có đang bị vắt tranh bỏ vỏ khi tình trạng nhiều doanh nghiệp FDI tuyển người trẻ, mỗi năm thay đến 40% lao động, tác giả gọi là vắt kiệt thanh xuân để rồi bỏ rơi khi chớm trung niên. Nhưng ở góc khác, áp lực kinh doanh lại buộc doanh nghiệp đặt vấn đề về đạo đức thành thứ yếu. Kinh nghiệm, thâm niên tay nghề không được tính đến vì đơn giản là người Việt đang gia công ở mức quá giản đơn. Tác giả viết, vốn không có sự đa cảm về quê hương và đồng bào như các doanh nghiệp thuần Việt thì lựa chọn dễ dàng với doanh nghiệp FDI là sa thải rồi tuyển mới. Bài toán còn khó giải hơn khi lao động trẻ không còn là lợi thế, khả năng thu hút đầu tư sẽ giảm dần và thất nghiệp sẽ tăng cao. Và lời giải chỉ đến từ nội lực của kinh tế Việt Nam, chỉ khi doanh nghiệp nội phát triển tạo thêm việc làm cho lao động, bản thân người lao động cũng được nâng cao chất lượng và năng suất tín hiệu nhận thức về vai trò động lực của kinh tế tư nhân lúc đó cũng cần phải được thêm thổi lửa. Thưa quý vị, dân số vàng là một món quà tuyệt vời của mọi quốc gia để vươn mình từ khó khăn trở thành một cường quốc. Món quà đó không thể chỉ để bị tận dụng, trả công bèo bọt rồi ra đường ở độ tuổi đang sung sức nhất là 35, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.